đem đâu? Đem đâu? Đem đâu? Đem đâu? Chào các bạn nha. Bữa nay mình đi câu cá lóc tiếp nha các bạn. Bữa giờ mưa với lạnh dữ quá nên không có đi. À này, cái hồ chuẩn bị con này. Quá đẹp luôn. Không thấy tem gì hết trời. Không thấy tem bị giật đại. Ấn tượng. Chết. Lên hàng, lên hàng. Ấn tượng. Giờ thấy ấn tượng ngán không mà. Quá hay. Dạ. Thả mất rồi. Ăn nữa sao hên lần hay. Ngầu giật luôn quá. Cá gì vậy trời. Chết ấn tượng nữa. Đục. Đem đâu? Đem đâu? Đem đâu? Đem đâu? Hai nho nhé. Con đó là nể trật rồi nó ăn lại nè. Giải một đèn cấp chứ. Mình là dạng người đi đâu mà mình phải vậy á. Đi đâu? Vô.
Trời nó lạnh quá nè. Nó không ít ăn. Cầm ăn. Lạnh nó cá nó ít rong quá. Cá thằng lăng ơi, con gà hề lăng ơi hen. Được, không tưởng nữa. Ba nho nha. Tao thấy mày. Cá nó to quá. Chưa thấy được. Rau. Thấy tay màn lăng. Nhỏ. Chạy. Chô, cha. Lớn hàng. Hết say. Đồ, trời lạnh mà cá vẫn ăn bình thường. Ui dồi, mẹ không có lử dữ vậy. Đồ, khó chịu quá. Đồ tướng lạnh nóng ăn nha. Là sao cứ lứa hết ta? Cái đó chắc bài đồng rồng nó lớn lên quá.
cạn. Dạ. Dạ. Ồ đẹp mà do nay trời lạnh quá mà lạnh quá nên cá nó chậm ăn quá. Video mình đến đây kết thúc nha, và bạn xem nhé, đăng ký ủng hộ mình nha. Kết quả là mình được 2 con lắp 2 con bóng tượng. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha.